Ngô Quang Trường, hành trình tái chiếm Quảng Trị và bước ngoặt định mệnh năm 1972. Trong bức tranh lớn của chiến tranh, có những khoảnh khắc khiến người ta phải nghiêng mình trước sự mỉa mai của số phận. Đầu năm 1970, khi bóng đen của chiến tranh vẫn đang bao trùm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với bản lĩnh vững chắc của mình quyết định làm mới bộ mặt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa bằng cách thay đổi một số tướng lĩnh. Trong không khí căng thẳng ấy, ông đã có một cuộc trò chuyện với Đại tướng Mỹ Abram, người mà dường như mang trong mình sự thiếu hiểu biết về tâm lý người Việt nhưng lại đầy sự tự tin trong việc đề cử. Đây chính là lúc Ngô Quang Trường, một cái tên không mấy xa lạ, được nhắc đến như một lựa chọn xứng đáng cho vị trí tư lệnh mới. Sự tín nhiệm này không chỉ đến từ Thiệu mà còn từ chính những quan thể Mỹ. Dù Abram thừa nhận một cách khá mỉa mai rằng ông không hiểu nhiều về tâm hồn và tư duy của người Việt, thế nhưng trong cái nhìn của một người Mỹ, Trường chính là người đàn ông của những quyết định quan trọng. Cái mỉa mai ở đây nằm ở chỗ, trong bối cảnh chiến dịch quân sự sắp sửa được triển khai ở Campuchia, việc lựa chọn một tướng lĩnh dựa trên sự hiểu biết hạn chế và đánh giá chủ quan của một người ngoại quốc lại trở thành một quyết định trọng đại. Điều này không chỉ phản ánh sự phức tạp trong mối quan hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và các đối tác Mỹ, mà còn cho thấy sự mỉa mai của số phận khi những quyết định lớn có thể được đưa ra dựa trên những hiểu biết mỏng manh. Ngô Quang Trường, với sự tín nhiệm đặc biệt này, đã được đặt vào một vị trí đầy thách thức, nơi ông phải thể hiện bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của mình trước những người lính giải phóng gan dạ. Câu chuyện về cuộc trao đổi giữa Thiệu và Abram và sự lựa chọn của Ngô Quang Trường trở thành một chương đáng nhớ, đầy mỉa mai trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, nơi mà quyết định của những người ở vị trí cao nhất có thể được ảnh hưởng bởi những hiểu biết không trọn vẹn và cái nhìn chủ quan từ phía bạn bè quốc tế. Trong bản nhạc của thời gian có những nốt trầm bổng xen lẫn, nhưng ít có nốt nào đắng cay và chua chát bằng khoảnh khắc mở đầu của năm 1970, khi bóng dáng của đội Việt Nam Cộng Hòa, những người lính bị cuốn vào vòng xoáy của số phận và chính trị, chuẩn bị bước vào mảnh đất Campuchia, một đất nước xinh đẹp nhưng không kém phần rối ren. Trong một góc khuất của lịch sử, nơi ánh sáng của lý trí và đạo đức mờ nhạt, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với vẻ mặt đầy toan tính đã thả một quân bài chính trị vào bàn cờ đen tối của chiến tranh. Ông ta, trong cuộc trao đổi với Đại tướng Mỹ Abram, một người xa lạ với tâm hồn và tâm lý người Việt, đã mở lời với ý định thay đổi một số tư lệnh sư đoàn và quân đoàn, như thể đang chọn lựa những con cờ cho một trò chơi mới. Abram, dù với sự thừa nhận rằng mình không hiểu biết nhiều về tâm lý người Việt Nam, nhưng với cái nhìn và suy nghĩ của một người Mỹ, đã đề cử Ngô Quang Trường như một nhà quân sự mà ông ta cho là xứng đáng nhất. Phải chăng đây là một sự lựa chọn sáng suốt, hay chỉ là một phần trong cuộc đùa cợt của số phận, khi mà lịch sử đã chứng minh rằng không có gì đau đớn hơn sự mù quáng và sai lầm trong chiến tranh. Trong cái nhìn mỉa mai của thời gian, khoảnh khắc này không chỉ là sự khởi đầu cho một trường mới của chiến tranh, mà còn là minh chứng cho sự phi lý và trớ trêu của những quyết định được đưa ra trên bàn cờ quyền lực, nơi mà giá trị con người và đạo đức dường như bị lãng quên trong màn sương của chính trị và quân sự. Trong bức tranh lịch sử đầy màu sắc và biến động của Việt Nam, Ngô Quang Trường với chiếc áo quyền lực được may đo từ niềm tin của những quan thể Mỹ, bước vào trang sử năm 1972 tại mặt trận Quảng Trị như một nhân vật chính đầy hứa hẹn. Người ta tự hỏi, với cái gật đầu của Đại tướng Mỹ Abram, liệu Trường có viết nên một chương mới cho quyển sách chiến tranh hay chỉ thêm một trang đen tối vào quá khứ? Quảng Trị, vùng đất nằm giữa lòng dân tộc với những bức tường cổ kính chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, giờ đây lại trở thành bàn cờ cho trò chơi quyền lực. Trường được tung hô như một vị tướng tài ba, lại đứng trước thách thức không nhỏ tái chiếm Quảng Trị từ tay những người lính giải phóng gan dạ. Nhưng có phải sự tin tưởng mù quáng vào quyền lực và vũ khí đã làm mờ mắt ông, khiến ông quên mất rằng chiến tranh không chỉ là số lượng và sức mạnh? Khi cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị mang mật danh Lam Sơn 72 được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phát động, với sự huy động mạnh mẽ của 4 sư đoàn, trong đó có những chiến binh dù và lính thủy đánh bộ, không khí chiến thắng dường như đã được viết sẵn. Lực lượng khổng lồ tương đương với hàng chục trung đoàn bộ binh và pháo binh, cùng với sự hỗ trợ từ không quân và pháo hạm Mỹ, liệu đây có phải là bức màn hoàn hảo cho một kịch bản chiến thắng? Nhưng giữa những dòng sử sách và bài ca chiến thắng, có ai đó đã quên mất rằng chiến tranh không chỉ là những con số, là sự kiêu ngạo của quyền lực. Quảng Trị với những vết thương lịch sử không chỉ cần những viên tướng mạnh mẽ, mà còn cần sự hiểu biết, lòng nhân ái và tình yêu với đất nước, với con người. Ngô Quang Trường dưới sự kỳ vọng nặng nề đã thực sự thể hiện được bản lĩnh gì, hay chỉ là một phần trong vở kịch lớn, nơi những quyết định được đưa ra không từ trí tuệ và tâm hồn, mà từ sự lạc quan mù quáng và khao khát quyền lực? Câu hỏi ấy có lẽ chỉ là những bức tường cổ kính của Quảng Trị mới có thể trả lời, trong sự im lặng và sự chứng kiến của lịch sử.
Trong vòng xoáy cuồng nộ của chiến tranh, khi mảnh đất Quảng Trị vừa mới lắng dịu bóng tối, địch đã không ngần ngại thổi bùng ngọn lửa hận thù, âm mưu tái chiếm thị xã Quảng Trị trong cái nóng của tháng 7 và trải rộng tham vọng ra toàn bộ tỉnh vào tháng 9 năm 1972. Như một kẻ thua cuộc không chấp nhận số phận, họ quyết tâm lật ngược thế cờ bằng một sức mạnh quân sự khổng lồ, tụ họp từ những sư đoàn được cho là mạnh nhất, thậm chí cả những linh hồn dự bị quốc gia cũng được triệu hồi từ bóng tối. Vào ngày 13 tháng 6, dưới bầu trời Quảng Trị nhuốm màu máu, Lam Sơn 72 được phát động như một tiếng gầm vang dội từ quá khứ. Với một đội quân hùng hậu gồm 4 sư đoàn dũng mãnh nhất, bao gồm cả những chiến binh dù và lính thủy đánh bộ, một lực lượng khổng lồ tương đương với 13 trung đoàn bộ binh, 17 tiểu đoàn pháo binh, 5 thiết đoàn đã sẵn sàng đặt chân lên mảnh đất đã mệt mỏi vì chiến tranh, dưới sự che chở của những cánh tay thép từ không quân và pháo hạ Mỹ. Trong bức tranh chiến lược ấy, Ngô Quang Trường với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt không chút run sợ được giao trọng trách làm chủ nhân của mảnh đất này, được Mỹ và Sài Gòn ca ngợi là kiệt tướng. Trường như một vị thần chiến tranh từ thời cổ đại, được trao sức mạnh từ hạm đội 7 Hoa Kỳ, chờ đợi một chiến thắng vang dội. Nhưng thế giới của chúng ta đã quá quen với những trò chơi quyền lực, những kế hoạch chiến tranh được vẽ ra trên giấy tờ mà quên mất rằng chiến tranh là nỗi đau, là nước mắt, là máu chảy trên đất mẹ. Những kẻ tung hô Ngô Quang Trường và cuộc hành quân Lam Sơn 72 chẳng khác nào những kẻ mua dối trên sân khấu bi kịch của nhân loại, nơi giá trị của một mạng người bị giảm chất thành những con số, những bản kế hoạch chiến lược. Cuộc chiến không chỉ là sự đối đầu về quân sự mà còn là một cuộc đấu tranh về đạo đức, về giá trị của sự sống và cái chết. Và trong trận chiến ấy, dù Ngô Quang Trường có thể được ghi nhớ như một vị tướng tài ba, thì chân lý cuối cùng của chiến tranh vẫn là nỗi đau, là sự mất mát không bao giờ có thể lấp đầy. Trong bóng tối của âm mưu và quyết tâm, trước thềm chiến dịch Lam Sơn 72, Ngô Quang Trường với cái nhìn xa trông rộng của một tướng lĩnh đã châm ngòi cho màn giao đấu ác liệt bằng một cuộc oanh kích dữ dội. Mục tiêu, những nơi trú ẩn, pháo đài và cả những khu vực hậu cần của kẻ địch, đồng minh của họ với những pháo binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ cùng những pháo hạm khơi và oanh tạc cơ B-52 đã cùng nhau tạo nên một bản nhạc chiến tranh rền vang khắp bầu trời. Khi bình minh lên ngày 28 tháng 6 năm 1972, bầu không khí căng thẳng bao trùm đồng Mỹ Tránh, nơi quân địch với bộ binh và xe tăng mở màn cuộc phản kích với cái tên Lam Sơn 72. Họ với tham vọng và nỗ lực khổng lồ đổ bộ từ mọi hướng, dường như muốn nuốt chửng mọi chốt phòng thủ trên đường đến thị xã. Và thị xã Quảng Trị với vẻ đẹp cổ kính của mình trở thành điểm nóng mục tiêu hàng đầu trong trận chiến giữa hai bên kéo dài 81 ngày đêm lịch sử. Để đối đầu với cuộc phản kích mạnh mẽ này, Bộ Tư lệnh B-5 đã nhanh chóng ra lệnh cho lực lượng Quảng Trị chuẩn bị chiến đấu, kiên quyết đánh bại kẻ địch. Nhân dân Quảng Trị với lòng quyết tâm sắt đá lại một lần nữa phải đối mặt với thử thách mới, thử thách của sự sinh tồn và tự do. Trong khi đó, việc sơ tán dân cư trở thành ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn cho 80.000 sinh mệnh tại thị xã và các huyện lân cận. Quân và dân đồng lòng đung nấu quyết tâm, con người còn, trận địa quyết tử, bảo vệ từng tấc đất của quê hương. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị với sự sẵn sàng cao độ đã bố trí lực lượng bảo vệ thị xã, đồng thời chuẩn bị mặt trận sau lưng địch. Tiểu đoàn mặt trận đặc công và bộ đội địa phương cùng với lực lượng du kích đã bám trụ tại các thôn xã, sẵn sàng tập kích vào hậu phương địch. Cuộc đối đầu ác liệt bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên. Dù quân địch đã cố gắng tiến công vào thị xã, nhưng mọi nỗ lực của họ đều bị chặn đứng bởi sự kiên cường của quân ta. Đặc biệt trong bối cảnh hội nghị Paris và bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, Mỹ và Ngụy quân đặc biệt khao khát một chiến thắng dù chỉ là hình thức để tăng sức nặng trên bàn đàm phán. Ngô Quang Trường với sự quyết đoán của mình đã ra lệnh cho mọi giá phải cắm được lá cờ trên thành cổ Quảng Trị trước ngày 10 tháng 7. Nhưng trước sự kiên cường và lòng dũng cảm của quân ta, mọi kế hoạch của địch đều tan thành mây khói. Phiên họp ở Paris ngày 13 tháng 7 không diễn ra như dự kiến và mọi tham vọng của địch đều bị dập tắt trước ý chí sắt đá của quân và dân Quảng Trị. Trong cái lạnh của buổi tối hôm ấy, bóng tối bao trùm lên thành cổ Quảng Trị như một lớp áo giáp đen kịt. Tiểu đoàn 5 và những người đồng đội nhận được mệnh lệnh nặng nề từ Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Không một kẻ địch nào được phép chạm vào bức tường lịch sử ấy. Những người lính với trái tim đầy quyết tâm và tình yêu sâu đậm với mảnh đất này thề sẽ bảo vệ thành cổ bằng mọi giá, bằng chính xương máu và sinh mạng của mình. Đối mặt với một kẻ thù không thiếu quyết tâm, với mưu lược và sức mạnh quân sự được Mỹ và Ngụy quân Sài Gòn đặt nặng hy vọng, bộ đội chủ lực và dân quân Quảng Trị không hề nao núng. Họ, những chiến binh đất Việt đã sẵn sàng đón nhận mọi thách thức, biến mỗi góc phố, mỗi bức tường thành một pháo đài không đổ. Nhưng không chỉ là một trận chiến về sức mạnh, đây còn là một trận đấu về tâm hồn, về ý chí. Mỗi lời thề của họ, con người con, trận địa quyết tử,
không chỉ là lời hứa với đất mẹ mà còn là sự kiện chứng minh cho sự kiên cường và bất khuất của dân tộc Việt Nam trước áp bức. Và giữa bão táp của chiến tranh, giữa những dã tâm muốn có một chiến thắng tượng trưng để tăng sức nặng mà cả trên bàn đàm phán, những con người ở Quảng Trị đã viết nên một trang sử vàng, một bài ca về lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng. Họ đã không chỉ bảo vệ được thanh cổ mà còn bảo vệ được tinh thần và niềm tự hào của dân tộc. Trong màn đêm của những ngày cuối cùng, khi mọi con mắt đều dõi theo hội nghị Paris và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, những chiến binh Quảng Trị vẫn kiên trì không cho phép bất kỳ một lá cờ nào của kẻ địch được cắm trên thành cổ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lịch sử, họ đã giữ vững lời thề, giữ vững mảnh đất thiêng liêng này bất chấp mọi giá đắt phải trả. Như vậy, 81 ngày đêm tại Quảng Trị không chỉ là một khoảnh khắc trong lịch sử chiến tranh mà còn là minh chứng cho sự kiên cường, lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh vì đất nước của nhân dân Việt Nam. Một bài học sâu sắc về tinh thần chiến đấu, về giá trị đạo đức và về sức mạnh tinh thần không thể bị khuất phục bởi bất kỳ lực lượng nào. Trong bức tranh chiến tranh đầy màu sắc của sự quyết liệt và hy sinh, chiến thắng Quảng Trị tỏa sáng như một ngọn hải đăng của hy vọng và tự hào. Dưới bầu trời đầy khói lửa, lực lượng quân sự Việt Nam với sự hỗ trợ từ những vũ khí tối tân của Hoa Kỳ đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc. Nhưng rồi, trước ý chí và lòng dũng cảm của dân tộc Việt Nam, mọi kỳ vọng và sự hỗ trợ ấy dường như bị gió cuốn đi. Chiến thắng này không chỉ là một dấu ấn quân sự mà còn là một cú đấm mạnh mẽ vào bàn cờ chính trị quốc tế, đặc biệt là trong cái nôi của quyền lực Washington. Trong khi những người lính trên chiến trường Quảng Trị đang viết nên lịch sử bằng mồ hôi và máu của mình, thì tại hội nghị Paris, mỗi quân bài chiến thắng được chơi ra không chỉ thay đổi cục diện trên bàn đàm phán mà còn làm rung chuyển lòng người, ảnh hưởng đến tâm lý bầu cử tại Hoa Kỳ. Chiến thắng Quảng Trị vang dội không chỉ trên chiến trường mà còn trong từng góc phố, từng ngõ hẻm ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ như một minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng yêu nước. Đây không chỉ là một thắng lợi về mặt quân sự mà còn là một chiến thắng tinh thần, khẳng định rằng không một lực lượng nào có thể khuất phục được tinh thần dân tộc và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang diễn ra, chiến thắng Quảng Trị còn là một làn sóng gây ra những biến động chính trị sâu rộng, buộc các nhà lãnh đạo phải suy ngẫm lại về chiến lược và chính sách của mình. Những hình ảnh của chiến thắng này với những người lính kiên cường và những người dân thường không khuất phục đã trở thành biểu tượng của sức mạnh tinh thần, một thông điệp phê phán mạnh mẽ đối với sự kiêu ngạo và tính toán lạnh lùng trong chính sách quân sự. Chiến thắng Quảng Trị qua đó không chỉ là một dấu mốc trong lịch sử Việt Nam mà còn là một bài học sâu sắc về ý nghĩa của sự kiên trì, lòng dũng cảm và tầm quan trọng của hòa bình, làm rung động trái tim và tâm hồn của những ai theo dõi và ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình thành chính sách không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới. Trong những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Quảng Trị năm 1972 cùng với vang dội của trận Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không vào cuối tháng 12 đã ghi dấu một trận oanh liệt, một minh chứng cho một sức mạnh không thể loay chuyển của tinh thần dân tộc. Cả hai thắng lợi này không chỉ là biểu tượng của khí phách anh hùng mà còn là bước ngoặt quyết định buộc cả thế giới phải nhìn nhận lại về quyết tâm và sức mạnh của quân và dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại Ách Đồ Hộ. Thắng lợi trên chiến trường Quảng Trị đã không chỉ là một chiến công quân sự mà còn là một chiến thắng vang dội trên mặt trận chính trị và quân sự quốc tế, khiến cho cả Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn phải tái cấu trúc lại toàn bộ chiến lược và quá trình của mình. Đây chính là lúc mà tinh thần dân tộc Việt Nam tỏa sáng khi mỗi người dân đều sẵn sàng đứng lên đấu tranh và hy sinh vì đức tin và giá trị của Tổ quốc. Thắng lợi này đã góp phần quan trọng trong việc ký kết Hiệp định Paris, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến tranh Việt Nam, mở ra cánh cửa hòa bình cho dân tộc. Cùng với đó, những nhận định và đánh giá của cả Mỹ và các nhà lãnh đạo quân sự về cuộc chiến này đã phải được xem xét lại, thừa nhận sức mạnh và quyết tâm không gì lay chuyển của quân và dân Việt Nam. Những chiến thắng này đã trở thành nguồn cảm hứng, là biểu tượng của lòng kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam. Chúng ta, những người con của đất Việt, hãy luôn tự hào về quá khứ hào hùng của Tổ quốc, về những chiến thắng vang dội đã làm nên lịch sử, về tinh thần bất khuất và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ đi trước. Đó chính là ngọn lửa tiếp tục thắp sáng niềm tin, là động lực để chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.